Chào mọi người, lâu lắm rồi không quay clip. Hôm nay thì rảnh rảnh, với cả hôm nay là cuối tuần thì em sẽ quay cái clip về em soạn combo cho mọi người ấy. Vì cũng chẳng có thời gian, cứ soạn ra thì là lại gửi cho khách hết ấy. Nên là bây giờ lúc mà em soạn thì em sẽ quay luôn cho mọi người, thì mọi người sẽ hình dung rõ hơn về cái combo của bên em nhá. Thì cái combo của bên em thì nó gồm khá là nhiều thứ. Mọi người có thể nhìn thấy ở trên cái video này. Thì combo thì gồm vải thì nó nguyên liệu chính rồi. Thì em xếp sẵn, có bạn xếp sẵn cho em rồi. Thì bây giờ em chỉ soạn một số cái nguyên liệu mà nó chi tiết mà mọi người cũng muốn biết ấy. Thì xem ảnh thì mọi người cũng không rõ được đúng không? Bây giờ em sẽ quay cái clip này, mọi người nhìn sẽ rõ hơn. Thì combo thì sẽ gồm những cái nguyên vật liệu như thế này này. Đây là cái khoen tròn để làm gáy sách nhá. Thì mỗi bộ combo thì sẽ có hai cái. Còn chị nào mà mua thêm ấy thì inbox cho em. Lúc mà đặt combo thì mọi người mua thêm thì inbox cho em nhá. Đây là mắt thú. Mắt thú thì đây sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Thì mọi người nhìn thấy chưa, sẽ có 10 đôi mắt thú nhỏ và 5 đôi mắt thú to. Thường mọi người làm sách mà làm một quyển thì dùng không hết đâu. Đây, mọi người sẽ thấy cái mắt thú nhỏ thì mọi người cho những con vật nhỏ, ví dụ như mắt to thì mọi người có thể dùng làm những cái trang mà có hình con gấu đánh răng ấy, thì mọi người dùng cái mắt này thì đẹp nhá. Đó, đây là mắt thú. Mọi người tưởng tượng là ngồi xếp từng đôi mắt thú này nó rất là mất công. Đây, ví dụ em sẽ xếp cho mọi người xem nhá. Đặt vào túi zip. Đây. Tôi để đây đổ mất. Đổ mà không nhặt được luôn. Bình thường là em sẽ soạn như thế này cho mọi người luôn ấy. Ôi, lắm rồi quá. Một đôi này. Hai. 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây là 10 đôi mắt thú nhỏ. Xếp một cái một rất là lâu, rất là mất thời gian. Nên là mọi người về chỉ việc làm thôi. Ví dụ mọi người mua cả một hộp như thế này thì về sẽ không dùng hết. Thì hơi lãng phí. Thì em xếp sẵn luôn cho mọi người một đôi. 2 3 4 5. Thực ra mỗi lần mua thì sẽ mua cái gói to cơ, nhưng mà vì để xếp vào đây thì sẽ để cái hộp nhỏ để cho nó tiện ấy. Đó, xếp thì sẽ được một cái gói như thế này. Đây, ví dụ. Đó. Đấy là mắt thú nhá. Tiếp theo là cái hạt gỗ như thế này. Trước này sẽ là cái hạt gỗ to như thế này. Nhưng bây giờ em thấy cái hạt gỗ nhỏ này thì nó có nhiều màu hơn ấy. Khi mà đóng gói cho mọi người thì nó sẽ dễ. Đây, ví dụ như thế này. Chết rồi, cái dù này nó bị lọt. Màu nhiều màu như thế này thì sẽ thích hơn, màu nó sáng hơn so với cái hạt gỗ cũ đây. So sánh cho mọi người xem nhá. Đây là hạt gỗ mới và hạt gỗ cũ. Đấy, nhìn màu sắc tươi hơn hẳn, chỉ là nó nhỏ hơn một chút thôi. Tuy nhiên thì cái dây mà để gắn vào đây thì em những dây của em để cho mọi người cũng nhỏ mà, nên là mọi người sẽ thấy nó đẹp hơn rất là nhiều nhá. Rồi đi lấy hàng thì thấy có cái màu này thì em lấy luôn. Hơn nữa là cái màu này đóng vào gói thì sẽ được nhiều ấy. Đây, sẽ đóng vào gói như thế này cho mọi người xem này. Em sẽ không đếm đâu, chắc là tầm khoảng 100 hạt. Đóng vào gói như thế này. Mọi người dùng thì chắc tầm khoảng đến mất tầm khoảng 60 hạt thôi. Nhiều hẳn hơn, nó nhỏ mà nên là nhiều hơn cả cái hạt cũ luôn. Đây là hạt gỗ. Một gói cúc như thế này thì có 40 cái cúc nhỏ và
4 đến 5 cái cúc to thì gói này em chưa cho cúc to này. Đây là cúc cúc to đây. Cúc to nhá. Cúc to mọi người nhìn thấy chưa ạ? Cúc này có thể làm ở cái phần bìa sách mà khi bóc ra dán vào ấy thì đặt lên này cho đẹp. Hoặc là dùng để trang trí ở chỗ nào cũng được. Tùy mọi người thôi. Đấy. Màu sắc rất là đẹp luôn. Cái này thì là em chọn ngẫu nhiên nhá, tại vì đếm cũng đếm từng cái một đấy, cho nên là nó rất là lâu. Mọi người thông cảm giúp em mà không có gói thì nó cũng màu như thế này, có gói thì màu nó hơi trầm một chút như kiểu cái này này. Vì em chọn ngẫu nhiên ấy nên là cũng không biết được là cái nào đẹp, cái nào xấu, nhưng em thấy màu rất là đẹp đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy là rất là nhiều màu. Đây, ví dụ em đếm cho mọi người xem nhá. Thì mọi người nhìn thấy này, em đếm rất là ngẫu nhiên thôi chứ không kiểu chọn màu ấy. Đây cả cúc hoa này, cúc hoa, cúc sao nhá. Đủ loại luôn này. Màu vàng này. Màu xanh này. Màu xanh nữa này. Rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Em chọn thằng cúc đẹp. Đây là hình chiếc lá nhá. Đó, cái hình màu đen này có thể làm ở trang trí ở phần bánh xe luôn này. Màu này. Toàn màu đẹp thôi. Hoa này, sao này. Hoa màu tím luôn này. Đó, mọi người thấy chưa? Toàn màu đẹp thôi nên là mọi người không phải lăn tăn vì về màu đâu nhá. Đó. Toàn màu dễ chịu, dễ nhìn. Đẹp cực kỳ luôn. Màu đỏ nữa này, màu đỏ có hình mặt hình con gấu luôn này. Bình thường mọi người mua ở ngoài là những cái cúc mà có hình ý thì nó sẽ đắt hơn rất là nhiều ấy, nhưng mà đây là em mua theo cân luôn ấy. Này, cúc nhũ luôn này, một sao nhũ luôn này. Đây thấy chưa? Đây nữa này. Màu xanh này, hoa màu xanh này. Trời ơi, đợt này cúc đẹp dã man luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đây nhá. Ủa, em đếm xem bao nhiêu là màu luôn. Toàn màu đẹp thôi. Nhưng mọi người, cái này em không chọn được đâu, nhưng mọi người đừng bảo em chọn cúc cho mọi người nhá. Tại vì em chọn ngẫu nhiên vì toàn màu đẹp mà. Đó, mọi người thấy chưa? Toàn màu cực kỳ xinh luôn. Đấy. Mọi người thấy chưa? Cực kỳ đẹp. Ôi sao tối thế nhở? Quay vào buổi chiều rồi ấy, nên là nó hơi bị tối. Để phải tắt cái điện này đi xong rồi sáng. Đó, đây. Đó, mọi người thấy chưa? Đây em sẽ đếm ngẫu nhiên thôi, em chọn ngẫu nhiên thôi. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đủ 40 chiếc cúc cho mọi người luôn. Đây là màu em chọn ngẫu nhiên nhá mọi người nhá. Ôi cái tóc mình xấu quá. Xem vào clip. Đây mọi người thấy chưa ạ? Đó, đây là cúc màu nhá. Em đóng vào cái túi zip như thế này. Đó, đó mọi người thấy chưa ạ? Rất là đẹp đúng không ạ? Cúc này đảm bảo mọi người không dùng hết luôn. Cái này sau này mình làm xong sách ấy mà mình còn thừa cúc ấy thì mình có thể dùng làm việc khác được nhá. Đó, đây là cúc. Tiếp theo là kẹp gỗ màu. Đây, kẹp gỗ màu để làm trang phơi quần áo hoặc là kẹp đầu tùy các bạn. Đây, màu rất là đẹp luôn, màu tươi nhá. Này, mọi người thấy chưa? Không phai luôn, không phai ra tay luôn. Màu này cực kỳ. Này mọi người thấy chưa? Em lau ra tay nhá. Mà không bị pha tay, em đang có mồ hôi đấy. Lau ra tay này. Không có màu ra tay luôn. Cũng không có dầm ở cái phần kẹp ấy. Mọi người yên tâm nhé, hoàn toàn yên tâm về cái kẹp gỗ của bên em. Nhìn này mọi người, màu rất đẹp luôn. Đây màu xanh. Màu xanh nhá. Đó,
Đây mọi người có thể kẹp. Đây, kẹp này dễ mà. Rất là đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Mọi người thấy chưa? Đó. Mỗi một combo thì sẽ là 4 cái kẹp gỗ. Còn ai mua thêm thì sẽ inbox cho em nhá. Vì em chỉ sắp đủ cho mọi người làm một quyển thôi. Thì một quyển, một trang đấy thì mọi người chỉ làm tầm 2 đến 3 cái là cùng thôi. Nhưng em cứ sắp từ chẳng may mọi người bị thất lạc ấy. Đây cúc rất à, cái kẹp gỗ cũng là em chọn màu ngẫu nhiên nhá. Chứ em không chọn màu cái nào, cái màu nào cũng đẹp luôn. Có cả màu đen này, màu hồng này, màu xanh, màu xanh da trời này, màu xanh lá cây, màu hồng nhạt, màu hồng đậm, màu đỏ, màu cam, đủ các loại màu luôn. Đó. Rồi tiếp theo là nơ buộc tóc. Nơ thì sẽ tùy đợt nhá. Có đợt thì em sẽ làm cái nơ như thế này. Rồi có đợt thì em sẽ làm nơ bằng cái hình hay hình màu màu như thế này này. Thì bây giờ là em không lấy cúc bấm nữa. Thì vì có một số chị không làm về cúc bấm. Mà cúc bấm thì mọi người mua ở chợ ấy thì cũng nhiều mà. Mấy cái hàng bán đồ may vá ấy, thì cũng nhiều. Nên là cái nguyên liệu nó dễ tìm thì em